Quỳnh Thu Huyền Cường xin gửi lời chào tới tất cả các chị em đang xem cái video này. Chúc mọi người một ngày làm việc thật là hiệu quả và nhiều năng lượng. Hôm nay em Hiền xin giới thiệu với mọi người một sản phẩm, một combo uống trong bôi ngoài, làm đẹp và dưỡng da cho chị em từ bên trong. Đấy, cái combo này em Hiền cũng đang sử dụng. Đây, em Hiền đang sử dụng, dùng rất là thích mọi người ạ. Hôm nay em xin chia sẻ với mọi người nhé, cái bí quyết làm sao mà da của em Hiền đây ạ. Đây ạ, da rất là căng, rất là căng bóng nhé mọi người nhé. Đây, da rất là căng bóng, trắng hồng tự nhiên. Đấy, dùng rất là thích mọi người ạ. Da đẹp cũng có bí quyết cả đấy mọi người ạ. Đặc biệt em xin chia sẻ mọi người là nhà phải dưỡng da. Quan trọng, bước quan trọng nhất là mình phải dưỡng da này, và kết hợp theo đó là viên uống nội tiết tố. Viên uống nội tiết tố đẹp da từ bên trong. Nó điều hòa nội tiết tố của cơ thể của chị em chúng ta. Nó đẹp và ổn định, sức khỏe vừa đẹp này, vừa chị em chúng ta vừa làm đẹp này, mà cái sức khỏe của chị em lại vừa được bổ sung cái dưỡng chất từ bên trong. Chị em rất là cảm thấy rất là thoải mái này, và làm việc rất là hiệu quả. Sức khỏe tốt thì làm việc mới hiệu quả được. Ngoài đẹp ra nó còn rất là tốt cho sức khỏe của chị em phụ nữ nhé. Đây là viên uống cho em. Đây ạ, đây chính là cặp đôi Queen Star mà em Hiền đang sử dụng nha mọi người nha. Đây là viên uống nội tiết tố bên trong. Đây ạ, nội tiết tố tổng hợp rất là nhiều thành phần luôn. Đây nhé mọi người nhé, ngày chỉ uống một viên thôi sẽ cho giúp chúng ta nuôi dưỡng làn da sâu từ bên trong rất là đẹp. Thành phần gồm có collagen, hồng hoa ích mẫu, ngải diệp, rồi isoflavon là tinh chất mầm đậu nành, vitamin E và rất là nhiều các thành phần khác. Glutathione là chất làm đẹp trắng da tự nhiên cho cơ thể chị em phụ nữ. Những chị em nào mà bị da khô, nám sạm, tàn nhan, da nhăn nheo, chảy xệ, da không đều màu, rồi là những cái trường hợp bị khô hạn âm đạo, giảm ham muốn, quan hệ đau rát, hoặc là kinh nguyệt không đều, hoặc là tích mỡ vòng bụng, hoặc những triệu chứng nóng trong người bốc hỏa hay cáu gắt, thì hãy sử dụng ngay cái em Queen Star này nhé. Đây là viên uống nội tiết tố Queen Star của công ty dược Quyết Thắng, dùng rất là hiệu quả luôn mọi người ạ. Một hộp này uống được một tháng, mỗi ngày chúng ta chỉ uống một viên thôi. Đấy, còn đây là serum QT Skin, serum QT Skin mà em Hiền đang sử dụng đấy ạ. Đây mọi người nhé, dùng rất là hiệu quả luôn. Đây, một trong hộp nó có 3 vỉ nhỏ như này, và mỗi vỉ này gồm có 15 viên. Chúng ta có thể bôi một viên này có thể bôi được một tối, nếu mà bôi dôi thì được 2 tối mọi người nhá. Dùng rất là dôi và hiệu quả. Bôi lên chúng ta sẽ cảm giác rất là mịn và căng bóng, không cảm giác bết dính một tí nào luôn, dùng rất là hiệu quả. Đây ạ, giúp tái tạo da, nuôi dưỡng da sâu luôn từ bên trong, dưỡng ẩm da, rồi là tái tạo tế bào da mới, giúp làm giảm nám tàn nhan. Đấy, đây là dưỡng da trắng da rất là hiệu quả mọi người nhé. Đây là một combo, đây là combo dưỡng trắng da mà em đang sử dụng ạ. Ai có nhu cầu sử dụng combo uống trong bôi ngoài của giống như của em đang sử dụng thì inbox cho em nhé, em sẽ tư vấn cho mọi người cụ thể hơn ạ. Dùng cái này da chỉ có đẹp thôi ạ, da trắng sáng, căng bóng, mịn màng, sâu từ bên trong, có collagen giúp nuôi dưỡng đàn hồi da, rồi là làm căng da, những cái da mà nhăn nheo nó sẽ làm căng da mọi người nhé. Đấy, đấy, rất là dùng rất là hiệu quả luôn. Serum thì phân tử nó rất là nhỏ mọi người ạ, phân tử nó rất là nhỏ, nó sẽ thẩm thấu luôn vào da của chị em, nên là dùng serum rất là thích. Em rất là thích là dùng serum. Em dùng một vỉ này dùng được 15 viên nhưng dùng được một tháng luôn. Em dùng rất là tiết kiệm bởi vì serum nó rất là dôi. Ai có nhu cầu inbox cho em Hiền nhá, số điện thoại là 0963 317 552, em sẽ tư vấn cho mọi người cụ thể ạ. Và cuối cùng mọi người cho em xin một nút chia sẻ, một nút đăng ký kênh để em sẽ làm nhiều video và giới thiệu đến mọi người những sản phẩm tốt nhất, sử dụng an toàn và hiệu quả nhất nha. Em xin chào mọi người.